Thưa quý vị, trong thời gian cao điểm phòng chống dịch COVID-19, bên cạnh các biện pháp quyết liệt, rốt ráo, công tác an sinh xã hội cũng là vấn đề được thành phố Đà Nẵng quan tâm, chú trọng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với thông điệp san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch. Nhìn lại một năm qua, nhiều đơn vị tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố đã có những nghĩa cử cao đẹp, liên tục hỗ trợ những phần quà thiết thực đến các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Mỗi xuất quà được trao đi không chỉ làm ấm lòng người nhận mà cũng chính là niềm hạnh phúc lớn lao của người trao đi. Hiểu rõ tình cảnh khó khăn của các hộ dân, đặc biệt là các lao động tự do tại địa bàn dân cư trong đợt dịch COVID-19 lần này, ông Nguyễn Văn Tân, một cán bộ hưu trí trú tại tổ 46, phường Thanh Khê Tây, thông qua ban công tác mặt trận, tự nguyện đóng góp để hỗ trợ các suất quà đến với những hộ dân đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Được san sẻ một phần khó khăn với bà con trong thời điểm này chính là tình làng nghĩa xóm mà ông Tân luôn canh cánh bên mình. Nhìn thấy bà con cũng dịp này không đi làm ăn được, không đánh bắt được thì cũng rất là vất vả. Và tôi san sẻ được cái tình cảm rồi vật chất cho bà con thì tôi thấy rất là vui và rất là tự hào. Mỗi phần quà gồm gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn được gói ghém cẩn thận, trao tận tay đến bà con nhân dân như thay cho lời động viên, tiếp sức để mỗi người vượt qua thời điểm khó khăn. Các cái nhà tài trợ đã chia sẻ những lúc khó khăn này, một miếng khi đói bằng một gói khi no, nên ý nghĩa rất là to lớn. Không chỉ riêng ông Nguyễn Văn Tân, nhiều tấm lòng mạnh thường quân cũng đã liên hệ với ban công tác mặt trận khu dân cư số 13, phường Thanh Khê Tây để đóng góp kinh phí hoặc nhu yếu phẩm để giúp đỡ người dân. Với vai trò cầu nối, đội ngũ mặt trận cơ sở kịp thời phân bổ nguồn lực hỗ trợ này đến với từng trường hợp khó khăn, đặc biệt là công nhân xa nhà, người già neo đơn. Dạ, tôi cảm thấy rất là vui ạ, vì công nhân là rất thất nghiệp, nhưng mà món quà là có thể là được một phần bữa ăn nào đó đỡ hơn. Được cái quà như thế này là rất là quý, cũng xin cảm ơn cái cơ quan đoàn thể, tổ chức đã ủng hộ cho chúng tôi, hỗ trợ chúng gia đình chúng tôi. Là đầu mối trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận sự hỗ trợ của cộng đồng, ban công tác mặt trận tại khu dân cư chính là nhịp cầu kết nối yêu thương để những tấm lòng mạnh thường quân đến gần hơn với các trường hợp cần giúp đỡ. Cái chương trình chia sẻ yêu thương vượt qua đại dịch của thành phố, chúng tôi nhận được nhân dân hưởng ứng rất là tích cực và chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm sâu sát đến từng hộ dân. Nếu phát hiện hộ nào kịp thời khó khăn thì chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay.